Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, trở lại chế độ Bắc Hàn, như tin hôm qua chúng tôi vừa nhận được thì nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa tin ra lệnh cho một sĩ quan quân đội cấp cao vừa bị hành quyết vào ngày hôm qua, sau khi ông bị buộc tội là cho ăn thêm lương thực và nhiên liệu cho quân đội và gia đình của họ. Tờ báo North Korean hàng ngày báo cáo rằng ông Hyun Joo-sung là một trong những vị mang cấp hàm với là trung tướng của quân đội nhân dân Hàn Quốc tại thủ đô của nước này. Ông ta đã có một cái đơn vị trú đóng với một tiểu đoàn. Và ngay tại Bình Nhưỡng, ông đã bị một đội bắn phá, ám sát và thực hiện gọi là tội lạm dụng và quyền lực tham gia các hành vi chống đảng. Và kính thưa quý vị, ông đã bị đưa ra hành quyết. Ông Hyun được chọn cho là một ngôi sao đang lên trong quân đội Bắc Hàn trước khi ông ra đi. Ông phục vụ như là một thành viên của đảng lao động trong Ủy ban Trung ương Đảng của Hàn Quốc và là một trong những vị chỉ huy tiểu đoàn dưới sự chỉ huy của lực lượng cảnh sát tối cao. Trong khi kiểm tra nguồn cung cấp dầu và cho trạm phóng vệ tinh Soha trong quá trình kiểm tra toàn diện các nguồn cung cấp thời chiến vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, ông Hyun đã nói, chúng ta không còn phải chịu đựng và thắt chặt đai của chúng ta để chế tạo tên lửa hay vũ khí hạt nhân nữa, và lạm dụng quyền lực và tuyên bố phản quốc, phản đối chính sách quân sự đầu tiên của đảng. Kính thưa quý vị, đó là nguồn tin đưa ra từ đảng lao động của Bắc Hàn. Và cuối cùng thì vị tướng lãnh này đã chịu một cái bản án cuối cùng, đó là vấn đề hành quyết. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì có thể nói sau khi Tổng thống Donald Trump gặp gỡ ông Kim Jong-un đã có nhiều dư luận cho rằng có nhiều phần cấp tiến và có nhiều tiếng nói đã đưa lên phản đối với bộ đảng lao động của Bắc Hàn. Và người ta nói rằng ngày nay chúng ta phải mở mắt, phóng tầm nhìn xa để hướng về thế giới bên kia khi chúng ta có những cái cuộc sống thụt lùi và tất cả những cái sự kiện đã gây nên một cái sự chống đối và đàn áp kịch liệt từ Đảng Cộng sản Lao động Hàn Quốc. Đảng Cộng sản Hàn Quốc có tên là Đảng Lao động và là một trong những nhà độc tài nổi tiếng. Kim Jong-un vẫn sử dụng cái quyền hạn của mình để loại trừ những ai phản đối đường lối và chính sách của ông Kim Jong-un. Đến bây giờ thì chắc là qua cà phê sáng quý vị cùng với chúng tôi qua một cái vấn đề mới, kính thưa quý vị, đó là vấn đề bảo mật hồ sơ cá nhân. Nếu quý vị là những người sống ở tại tiểu bang California thì quý vị biết rằng là ở tiểu bang California là hiện là nơi có cái luật bảo mật dữ kiện khó khăn nhất của quốc gia Hoa Kỳ. Và đạo luật bảo mật người tiêu dùng California đã được ký kết ngày hôm kia bởi ông thống đốc Jerry Brown. Ông Jerry Brown là một thành viên của đảng Dân Chủ và chỉ giao vài giờ sau khi các nhà lập pháp nhất trí chấp thuận nó. Và cái điều luật này cho phép người tiêu dùng được quyền kiểm soát nhiều hơn đối với tất cả những dữ liệu cá nhân của họ. Bây giờ họ có quyền biết những hoạt các những loại công ty thông tin về cá nhân của họ như là Google hoặc là Facebook đang thu thập và cũng như lý do tại sao nó được thu nhập và những người được chia sẻ như thế nào. Người tiêu dùng cũng có thể ngăn cản các công ty công nghệ bán dữ liệu và cuộc bán những dữ liệu về thông tin tối mật của họ. Hầu hết những người ủng hộ quyền riêng tư đều ủng hộ cái luật mà ông Jerry Brown ký ra, mặc dù có một số hồ sơ đưa ra những cái sơ ý của nó. Và có thể nói rằng luật này có thể hiệu lực và có hiệu lực vào năm 2020. Đây là một trong những cái sự kiện mà chúng ta cũng cần quan tâm đến. Chắc quý vị biết gần đây thì qua cái cuộc bầu cử của hội của gọi là ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam Cali cũng một cái vấn đề tranh chấp, đó là vấn đề những cái phiếu cần phải theo một cái liên danh thứ của ông Nguyễn Mạnh Chí thì đòi hỏi cần phải có nghĩa là ba cái điều kiện trong lá phiếu, đó là tên họ, địa chỉ và cái số và bằng lái của chúng ta, nó gọi là ID number. Kính thưa quý vị, điều đó đã gặp nên một cái sự không bằng đồng tình của tất cả các cử tri, vì đó là những cái gọi là những cái hồ sơ cá nhân của người ta có thể bị rò rỉ ra ngoài, ai có thể bảo đảm được tất cả, ai có thể chịu trách nhiệm được tất cả những cái hồ sơ này thể không đưa ra. Và bởi thế họ nói rằng có một vài người đi bầu họ không viết cái số ID number vào đó, và theo như lời của ông Biển Mình Chí Liên Danh thì ông đề nghị rằng những cái phiếu này là những cái phiếu bất hợp pháp và đưa ra một cái cuộc tranh cãi, và đến độ ông
Phan Kỳ Nhơn đã đưa ra một cái quyết định là cho rằng cái cuộc bầu cử này được bất đã bị bất thành vào ngày Chủ nhật thứ hai vừa qua, trong cái cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 và ngày 24. Và đến bây giờ thì Ủy ban bầu cử cũng giống như là cộng đồng người Việt quốc gia đang đi vào một cái thời kỳ có tranh chấp nhau về vấn đề liệu xử trí như thế nào. Đây là một trong những sự kiện, và qua cái vấn đề mà ông Jerry Brown đã ký một cái đạo luật là bảo vệ mật tất cả những cái hồ sơ cá nhân, thì cho chúng ta thấy cái vấn đề tầm mức quan trọng của như thế nào khi mà chúng ta để sơ hở và tất cả những cái sự kiện nó rò rỉ ra thì là cả một cái sự kiện khó khăn cho tất cả những cái giới chức mà có cái trách nhiệm bảo vệ những cái vấn đề gọi là mật của mỗi cá nhân. Bây giờ thì chúng ta phải trở lại một trong những cái sự kiện mà lúc đầu chúng tôi đã được có cơ hội đề cập đến với quý vị. Kính thưa quý vị, ai sẽ là người thay thế cho ông Anthony Kennedy ở vào chức vụ tối cao pháp viện? Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã nhận được một cái tin là ông Jerry Brown, thống đốc của tiểu bang California, đã bổ nhiệm hai người Mỹ gốc Việt của chúng ta trở thành thẩm phán của tiểu bang. Đây cũng là một cái niềm vinh dự cho tiểu bang và đặc biệt là cho cộng đồng người Việt chúng ta với sự đóng góp của họ sau 43 năm có mặt tại California. Điều mà chúng tôi trở lại với tối cao pháp viện thì kính thưa quý vị, trong một số danh sách dài 25 người mà Tổng thống Donald Trump đã đề cử vào năm ngoái khi có một cái chiếc ghế trống ở tại tối cao pháp viện, thì đến bây giờ thì các nhà mà gọi là thượng nghị sĩ của Dân Chủ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của Tổng thống Donald Trump được đề cử lên tối cao pháp viện, đó là ông Joe Manchin của tiểu bang West Virginia và ông Joe Donnelly của tiểu bang Indiana và ông Heidi Heckham của tiểu bang North Dakota. Kính thưa quý vị, ba vị thượng nghị sĩ này đã gặp hôm thứ Năm, đã có một cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump để thảo luận về vấn đề gọi là đề cử một chánh án cho tối cao pháp viện. Và theo lời của bà Sarah Sanders là coi như thư ký của White House đã cho biết như vậy. Tất cả các ba vị thượng nghị sĩ đều phải đối mặt với một cái cuộc một tái tranh cử có thể nói rất khó khăn ở các cái tiểu bang hiện nay đang có dư luận cho rằng tiểu bang này đang ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump. Và có thể nói đây là một những cái tiểu bang mà Tổng thống Donald Trump đã được đắc cử trong kỳ bầu cử Tổng thống vừa qua. Và có thể nói ba vị thượng nghị sĩ này có thể cảm thấy khó khăn về sự lựa chọn lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Năm ngoái thì chắc quý vị đã biết cuộc đề cử đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đề nghị ông Neil Gorsuch đã được xác nhận bởi cái tỷ số là 54-45 chỉ với 3 phiếu của đảng Dân Chủ mà thôi. Ông thượng nghị sĩ Manchin cho biết ông đang giữ một cái tâm trí, một cái tấm lòng cởi mở đối với Tổng thống Donald Trump và ông nghĩ rằng chúng ta cần phải qua một cái quá trình này. Và ông tiếp tục nói, tôi muốn những ai đó được bổ nhiệm là những người có những kiến thức về luật pháp, có đầy đủ bằng cấp, có đủ điều kiện để hiểu luật pháp và hiến pháp. Kính thưa quý vị, ông Donnelly thì cho biết ông đã có một cái cuộc trò chuyện tốt với Tổng thống Donald Trump và sẽ xem xét kỹ lưỡng hồ sơ đầy đủ và trình độ của người được đề cử. Và ông Manchin gọi cuộc họp là một cái cuộc họp rất có hiệu quả. Theo như bà Sanders thì cũng cho biết trong một cái trang tin sáng nay thì Tổng thống cũng đã nói chuyện với hơn một chục thượng nghị sĩ khác và ngày hôm nay hình như những phần còn lại sẽ tiếp tục được Tổng thống Donald Trump nói chuyện. Một trong những thượng nghị sĩ đã tranh luận với thượng nghị sĩ của lãnh thủ khối đa số của Thượng viện đó là ông Mitch McConnell và ông đề nghị không nên tổ chức cái cuộc điều trần xác nhận buộc bỏ phiếu cho ứng cử viên tối cao pháp viện vào năm nay thì điều này đã bị khối đa số của đảng Cộng hòa phản đối. Một trong những cái sự kiện mà người ta nói rằng đến lúc bây giờ thì những cái người thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ có tên trong danh sách có thể được đề cử vào chức vụ ứng cử tổng thống như là thượng nghị sĩ Cory Booker, một trong những vị thượng nghị sĩ người gốc da đen thuộc tiểu bang New Jersey đã lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Và một trong những cái sự kiện mà người ta nói rằng tất cả những cái nhân vật được đề cử Tổng thống dưới cái tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump đó là những người ở cực hữu và những người thuộc thành phần bảo thủ. Như vậy đường hướng và vấn đề tư pháp cũng giống như vấn đề gọi là những cái sự tranh chấp quốc gia thì có thể nghiêng về phía những người bảo thủ nhiều hơn. Đó là vấn đề phá thai, vấn đề đồng giới tính là một trong những sự kiện mà đã được phân chia Hoa Kỳ ra làm hai phe, một phe chống đối và một phe ủng hộ. Chúng ta chờ xem vị thẩm phán tối cao pháp viện trong tương lai là ai để chúng ta nhìn thấy tương lai của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giai đoạn.